Bác sĩ ơi, em đang bị nám thì có kem nào tốt nhất cho điều trị nám không ạ? À? Thì xin thưa với mọi người là không có. Nó sẽ không có một cái kem nào gọi là tốt nhất để điều trị nám. Nó sẽ có một cái kem gọi là phù hợp nhất cho từng loại da của mọi người mà thôi. Ở đây tại sao bác sĩ Ngọc lại nói như thế? Bởi vì chúng ta có quá nhiều những sản phẩm nám ở trên thị trường khác nhau. À, mỗi một hãng nó sẽ có một cái loại kem điều trị nám khác nhau. Và ngay cả trong một hãng, đúng không à, ạ? Thì chúng ta cũng sẽ thấy là có rất là nhiều những sản phẩm nám ngay trong một tháng tức là nó sẽ không có một cái loại kem nào có thể là tốt nhất cho tất cả các loại nám của chúng ta được mà chúng ta sẽ phải lựa chọn mỗi một cái loại nám khác nhau thì mỗi thì chúng ta sẽ có một cái kem khác nhau để mà chúng ta điều trị. Và trong video này thì bác sĩ Ngọc sẽ à, hướng dẫn cho mọi người cách để mà chúng ta sẽ chọn những cái loại kem điều trị nám nào cho từng cái loại nám khác nhau. Bởi vì khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm đúng không ạ? Và chúng ta được tư vấn là À chị cứ mua cái sản phẩm này đi Chúng ta dùng tất cả các loại nám chúng ta cùng mua một cái sản phẩm như thế Thì chắc chắn nó sẽ là không thể nào có hiệu quả được So với từng cái loại nám khác nhau được Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thành phần à, Bác sĩ Ngọc sẽ nói tập trung vào những cái thành phần thôi à, Hạn chế cái việc mà chúng ta nói một số những cái kem điều trị nám À bởi vì nhiều khi nó là liên quan đến cái PR nên bác sĩ Ngọc sẽ không tiện nói về những cái 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 tên của cái hãng đấy và chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những thành phần trong điều trị nám ví dụ như là chúng ta sẽ có hydroquinone đúng không ạ chúng ta có hydroquinone chúng ta sẽ có những cái thành phần như là tretinoin chúng ta có abutin hay là chúng ta sẽ có axit 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 acetic À, đây là những cái thành phần mà phổ biến trong các cái loại mà chúng ta sẽ điều trị nám chúng ta có thể là có vitamin C ở đây nữa thực ra nó còn rất là nhiều thành phần khác nữa nhưng mà đây là những thành phần mà bác sĩ Ngọc thấy là gần như là phổ biến các hãng nó đều có những thành phần này trong quá trình mà chúng ta điều trị thế thì khi mà chúng ta kết hợp những cái thành phần này như nào trong quá trình mà chúng ta điều trị và nếu như mà chúng ta được ai đấy tư vấn cho mình một cái lọ kem điều trị nám hãy nhìn vào trong đấy hoặc hãy hỏi cái người bán cho chúng ta thành phần nó là cái gì À, để chúng ta sẽ biết được cái lựa chọn chúng ta trong cái quá trình điều trị, chúng ta sẽ có rất là nhiều những loại nám khác nhau đúng không ạ? Thế thì chẳng hạn như trong những cái loại nám mà người thường hay sử dụng à, hay, hay có trên bề mặt da mà bác sĩ Ngọc hay gặp phải, có lẽ là đây là một cái bài mà chia sẻ bác sĩ Ngọc dựa trên một cái nghiên cứu trong vòng 16 năm về các phương pháp trong điều trị nám và sau đó người ta sẽ tổng hợp lại và lựa chọn là cái phương pháp nào là cái phương pháp tối ưu trong cái quá trình mà chúng ta điều trị và sau đó thì dựa vào những cái kinh nghiệm trong quá trình mà đã đừng điều trị cho rất là nhiều khách hàng. À, có lẽ là phải đến cả nhiều nhiều nghìn người chứ không phải là một nghìn người nữa à, để sẽ đưa ra cho mọi người được một cái bảng như thế này và đây chính là những cái bác sĩ ngọc đang còn kê đơn hàng ngày nha mọi người nha mọi người cũng có thể là làm theo những cái này nếu như mà chúng ta à, có thể mọi người tự đi mua những cái sản phẩm miễn là chúng ta sẽ hiểu được tất cả những cái điều này để mà chúng ta áp dụng trong quá trình mà chúng ta điều trị à, chúng ta sẽ đây là những cái thành phần để mà chúng ta sẽ xem là à trong những kem điều trị nám nó có những cái này hay không và đối với những cái loại nám chúng ta chúng ta sẽ có những loại nám nào à, chúng ta sẽ có là nám sâu này nám chân sâu đúng không ạ à chúng ta sẽ có nám hỗn hợp chúng ta sẽ có nắm mảng ở cái phần nắm mảng này chúng ta có thể là có tăng nhang ở đây nữa Những cái sản phẩm này nó cũng có thể là tham gia trong quá trình mà điều trị vết thâm của chúng ta Và nó sẽ có trường hợp là tăng sắc tố tăng sắc tố hay uh, sẽ có những trường hợp là đã từng điều trị một trong những cái này mà nó không có hiệu quả thế thì đây là cái cách mà bác sĩ Ngọc đang còn uh, lựa chọn những cái sản phẩm trong cái quá trình mà chúng ta sẽ là điều trị ở trong những cái nhóm này ấy, thì cái hydroquinone và tretinoin uh, hydroquinone bốn phần trăm tretinoin không phẩy phần trăm đây gần như là cái phương pháp mà có lẽ là à, đánh giá là hiệu quả nhất tuy nhiên là nguy cơ kích ứng rất là cao nên là sẽ phải rất là cân nhắc để mà đối với những cái phương pháp này. À, ở đây bác sĩ Ngọc hay lựa chọn là gì? Nếu như mà một cái trường hợp mà à, nám sâu này, những là những cái trường hợp mà nám khó, nám chân đinh hai bên, tức là hai bên mỗi bên là chấm 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 ở hai bên như thế này. À, một số những trường hợp mà nám theo kiểu nám cánh bướm nữa, ở đây chúng ta có là cánh bướm ở đây nữa. Cánh bướm tức là sao? Cánh bướm tức là nó sẽ bị ở sống mũi, ở trán và ở hai gò má hoặc là những trường hợp nám mà chúng ta thấy những cái dây 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 ở trên bề mặt như này thì đấy là những trường hợp nó gọi là nám khó và đối với trường hợp nám khó như này à, hoặc là những trường hợp nám như thế nhá nám cánh bướm nám chân đinh hay là nám những cái dây dây hoặc là những trường hợp nám mà đã từng điều trị các phương pháp trước đấy mà không khỏi hoặc là nám mà đã từng điều trị trước đấy và bị tăng sắc tố thì thường bác sĩ ngọc sẽ lựa chọn cái phương pháp này đó là kết hợp giữa hydroquinone 4% à, cộng với phần 0,05% và thêm một cái thành phần thứ ba nữa là fluocinolone Acetonit là cái này thì mọi người không không cần nhớ đâu miễn là chúng ta sẽ có một cái thành phần đấy ở trong cái kem nó sẽ là có rồi bởi vì hết chỗ để ghi thì chúng ta sẽ phối hợp ba cái thành phần như thế tuy nhiên thì nếu như mà khi mà chúng ta bôi ba cái thành phần này vào mà nó À, kích ứng da quá nhiều thì lúc này bác sĩ Ngọc sẽ bớt đi một thành phần và chỉ bôi cái hydroquinone 4% không thôi. Tức là ưu tiên số 1 vẫn là kết hợp của hai cái này. ở trên thị trường thì à, thôi đinh không nói ra những cái kem đâu nhưng mà à, vẫn phải nói để cho mọi người. À, nhiều khi mọi người sẽ tìm nó sẽ là dễ dàng hơn nó không phải là pi hay quảng cáo gì đâu bác sĩ Ngọc không nhận bất kể một cái à, tiền review của các hãng hay các sản phẩm nào đấy mà chủ yếu là biết cái nào nó hiệu quả thì sẽ là tư vấn cho mọi người để chúng ta có thể là lựa chọn thôi. thì đối với cái kem ba thành phần như này thì ngày xưa ấy À, nó có một cái kem nó gọi là à, à, A Arajetin H à, Thì cái kem này nó của Ấn Độ Tuy nhiên thì à, à, nó đã dừng sản xuất cách đây rất là lâu rồi Tại thời điểm hiện tại thì Ấn Độ nó có ra một cái kem khác Nó là Triluma của Ấn Độ Thì cái kem này nó đâu đấy giá tầm khoảng 6-700 nghìn à, Song song với cái Triluma của Ấn Độ thì nó có thêm một cái kem nữa là Triluma của Mỹ à, Cái Triluma của Mỹ thì nó đắt hơn Nó rơi tầm khoảng 2 ,7 triệu 7 Tức là đắt gần gấp 4 lần À, nhưng mà khi mà bác sĩ ngọc dùng thì chắc chắn là vẫn là cái cái của mỹ nó vẫn hiệu quả hơn mặc dù là vẫn là cái à, thành phần như thế nhưng mà công nhận là tiền nào của đấy thôi rồi à, hoặc là có một số những cái phương pháp mà à, một số các bác sĩ đang áp dụng là thay vì một cái kem mà có ba thành phần như thế thì người ta lại mua nhiều cái kem khác nhau để mà phối hợp chẳng hạn như là trong cái đề tài tiến sĩ của thầy thường mà tại thời điểm hiện tại là giám đốc của bệnh viện Gia liễu trung ương ấy thì cũng làm về cái việc mà cái kem điều trị nám phối hợp ba thành phần như thế này thì đối với cái hydroquinone thì à, tại thời điểm đấy thì thầy dùng cái á, domina cái kem domina còn cái tretinoin thì thầy dùng cái locaxid à, thì cái đấy nó ở trên thị trường nó sẽ có những cái kem đấy ở ngoài hiệu thuốc nó sẽ có cho chúng ta và đây chính là cái sự lựa chọn mà gần như là à, nó rất là hiệu quả cho chúng ta tuy nhiên là nguy cơ kích ứng rất là cao nên bắt buộc cái sự lựa chọn này phải có sự kê đơn của bác sĩ còn nếu như mà người mà tự ý mà chúng ta làm ấy thì không à, không không nên bởi vì chúng ta cần phải theo dõi nữa trong cái quá trình chúng ta điều trị nó có những tình trạng kích ứng da chúng ta cần phải thay đổi chúng ta cần phải bổ sung những sản phẩm để mà phù hợp cho cái việc mà điều trị kích ứng đấy hay là à, nó có nguy cơ bị tăng sắc tố thì chúng ta cần phải giảm liều như thế nào thì đấy là đối với cái cái lựa chọn như này thì à, đối với cái kem ba thành phần như này thì thưa bác sĩ Ngọc sẽ lựa chọn đối với những trường hợp mà nắm chân Sâu, à, nắm cánh bướm, à, những trường hợp mà nắm dây ở hai bên má, những trường hợp mà điều trị trước đấy và bị tăng sắc tố hoặc đã từng điều trị bằng một cái kem nào trước đấy mà nó không khỏi thì sẽ chọn những cái này. À, một cái thứ hai nữa là đối với cái trường hợp mà abutin kết hợp với vitamin C ở đây thì đối với abutin kết hợp vitamin C thì bác sĩ Ngọc sử dụng khá là phổ biến bởi vì à, nó khá là an toàn, hiệu quả nó cũng à, à, khá là ok tuy nhiên thì cái thời gian nó sẽ lâu hơn. À, ở đây đối với cái albutin này nó sẽ có thêm một cái nữa đó là cái thành phần nữa là cái à, uh, Butin disoxynol, butin disoxynol, cái albutin với vitamin C này thì thường ở trong cái serum của Obagi nó có, còn cái butin resorcinol thì nó lại là trong cái kem của Rilatin. Thì uh, đấy là hai cái thành phần mà bác sĩ Ngọc sử dụng khá là phổ biến để mà kê cho mọi người. Uh, trong đối với những trường hợp mà nắm mạng, à, nắm mạng, à, tàn nhang, à hoặc là một số những cái trường hợp mà bị à, à, tăng sắc tố à, thì mà không dùng được những cái này tức là à, những cái gì mà không dùng được ở trên này bởi vì nhiều người kích ứng quá mà đỏ ra kích ứng rất là, là cao thì chuyển sang cái này hoặc là chúng ta sẽ dùng đối với trường hợp nám mảng hay là tàn nhang thì cũng sẽ là dùng những đối với những cái cái thành phần là abutin kết hợp với vitamin c hoặc là cái butin dijotinol của cái à, rilatin thì đấy chính là cái mà học sinh ngọc đang còn tư vấn cho mọi người và chúng ta sẽ có một cái nhóm thứ ba nữa là ở đây đó là acid azelaic thì để mà so sánh hiệu quả của acid azelaic so với những cái tên này thì bác sĩ ngọc đánh giá là nó hiệu quả nó kém hơn rất là nhiều tuy nhiên thì nó rẻ hơn rất là nhiều và đây chính là sự lựa chọn để cho những ai mà chúng ta không có điều kiện trong cái việc mà điều trị nám ở những phác đồ phía bên trên này bởi vì những cái sản phẩm trên này nó cũng khá là đắt nó đâu đấy tầm khoảng cỡ hai triệu hai triệu rưỡi gì đấy. À, trong khi đó chúng ta sẽ có cái acid acelate thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng cỡ à, quanh quanh đâu đấy thì tầm 100 trăm nghìn thôi. Và chúng ta đã có một cái sản phẩm kem để chúng ta sẽ điều trị nám được rồi. Nên là đây là một trong những cái sự lựa chọn nếu như mà chúng ta không có điều kiện thì mọi người có thể là lựa chọn cái này. À, kể cả nám mảng hay là à, tăng sắc tố hay là kể cả nám um, sâu thì à, cũng được. Mặc dù là à, cái thời gian để mà điều trị cái này thì có thể nó sẽ phải kéo dài trong vòng 6 tháng cho chúng ta à, Hiệu quả của nó đâu đấy tầm khoảng 60% gì đấy Trong vòng 6 tháng Tức là cũng được nếu như mà chúng ta không có điều kiện chúng ta vẫn dùng cái, cái sản phẩm như thế này thì nó vẫn là khá ok cho mọi người Còn nếu chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ lựa chọn những cái trên này thì nó sẽ là hiệu quả hơn cho chúng ta Thì đấy chính là cái sự lựa chọn của các loại kem khác nhau À, để mà khi mà chúng ta mua một cái kem nào đấy trong cái quá trình mà chúng ta điều trị thì à, à, hãy chọn cho mình cái kem đúng với cái tình trạng da của mình chứ không phải là có bất kể một cái sản phẩm nào có thể là điều trị cho tất cả cái á, loại nám của chúng ta được. À, hãy chọn loại kem khác nhau. À, các bạn có thể là tự chúng ta sẽ mua hoặc nếu như mà các bạn cần có thể là inbox cho bác sĩ Ngọc để có, để mà gửi cái hình hình ảnh. Quan trọng nhất là phải xem được cái tình trạng da ấy thì sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ tư vấn cho mọi người nên lựa chọn cái sản phẩm nào ở trên này để mà chúng ta có thể là chúng ta điều trị một cách nó hiệu quả nhất. Ok à, xong rồi Chắc là chúng ta sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi có bất kể câu hỏi nào các bạn cũng có thể là comment xuống ở cái à, video này để chúng ta sẽ à, cùng nhau chúng ta sẽ trao đổi nếu như thấy hay à, các bạn cũng có thể là chia sẻ cái livestream này cái video này để cho nhiều người khác có thể là xem được nó hơn à, bởi vì bác sĩ ngọc thấy là tại thời điểm hiện tại có rất là nhiều người chúng ta đang dùng những sản phẩm nó nó quá linh tinh ở trên thị trường và nó làm cho rất là nhiều trường hợp bị à, tai biến tăng sắc tố cũng như là bị à, nhiễm khuẩn khi mà chúng ta dùng những sản phẩm điều trị nặng à, một cái nữa đó là gì đó là ở đây đây chúng ta đang nói đến cái việc mà điều trị nám bằng kem thôi. à Tuy nhiên để mà hiệu quả của cái phương pháp mà điều trị nám nó cần phối hợp giữa cái việc mà à, dùng kem điều trị nám kết hợp với kem chống nắng kết hợp với à, sản phẩm uống và một số sản phẩm tẩy da chết. Thì ở video trước à, bác sĩ Ngọc có e cái video nằm ở chỗ này thì à, chúng ta có thể làm không biết chỗ này hay chỗ này hay hình như chỗ này đấy. À, thì à, chúng ta sẽ à, xem lại cái video đấy để chúng ta sẽ hiểu được toàn bộ cái nguyên tắc trong cái quá trình mà chúng ta điều trị nám bao gồm như thế nào bao gồm những cái gì ở đây thì chúng ta chỉ nói về cái kem thôi nhưng mà chúng ta sẽ cần phải xem một cái tổng thể thực sự mà nói mà nếu như mà chúng ta điều trị nám hãy thực hãy tìm hiểu thật kỹ về cái vấn đề da của mình trước khi mà chúng ta điều trị à tránh trường hợp vừa mất tiền mà vừa lại tật mang cho chúng ta. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc để cho cái kênh YouTube này nó được 100.000 sub nha. Sắp được 100.000 sub rồi. Hy vọng là nếu như mà mọi người đang còn xem thì chúc cho bác sĩ Ngọc một cái lượt sub nữa để chúng ta sẽ đạt được một cái nút bạc đầu tiên. Chờ 5 năm làm YouTube rồi mà vẫn chưa được. Hy vọng là cái video này nó sẽ đạt được cho chúng ta 100.000 sub. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.